Ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một con hẻm thuộc địa bàn phường Phú Hòa. Danh tính hai người chết được xác định là chị Thạch Thị Cẩm, 35 tuổi, quê Bình Phước và anh Tống Văn Đi, 34 tuổi, quê Sóc Trăng. Hai người này đã chết với cơ thể bị cháy xém cùng nhiều vết thương. Trên thi thể người phụ nữ có nhiều vết đâm, công an đã thu giữ một con dao gần hiện trường. Theo một số nhân chứng cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng nay, người dân thấy đôi nam nữ bị bốc cháy như ngọn đuốc với tiếng kêu la thất thanh trong hẻm. Người dân nhanh chóng hô hoán nhau dùng nước dập lửa, nhưng khi lửa tắt thì cả hai đã tử vong. Theo những người hàng xóm, chị Cẩm và anh Đi sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây do mâu thuẫn nên chị Cẩm bỏ ra ở trọ riêng. Anh Đi từng nhiều lần tới nơi chị Cẩm ở trọ để năn nỉ về ở cùng nhưng chị không chịu. Một số nhân chứng còn cho rằng vụ án mạng xảy ra sáng 20 tháng 4 do anh Đi đứng chờ chị Cẩm ở con hẻm để nói chuyện nhưng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Anh Đi đã dùng con dao mang theo người đâm nhiều nhát vào người chị Cẩm, rồi đổ xăng lên người mình và người chị Cẩm rồi châm lửa đốt. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.